Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Báo Hàn Quốc tiết lộ tương lai huấn luyện viên Park Hang-seo sau tin đồn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Bài học cho VFF từ thất bại của huấn luyện viên Thu Dê, cơn khủng hoảng từ lời nói. Đi tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, khó có cơ hội cho huấn luyện viên trong nước. Báo Hàn Quốc tiết lộ tương lai huấn luyện viên Park Hang-seo sau tin đồn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Thu Dê đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, nhiều người cho rằng ông Park Hang-seo chính là ứng viên sáng giá nhất để dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đáng nói, thời gian gần đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có những động thái cho thấy ông đã sẵn sàng trở lại làm huấn luyện viên. Cụ thể, trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo viết: "Mọi thứ đầy hứa hẹn khi mùa xuân đến, chú gấu sau giấc ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình." Nhưng trong bài viết mới đây, tờ Chosun của Hàn Quốc lại cho biết, ông Park Hang-seo không hề có ý định trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. Thực tế, VFF đã liên hệ với công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, DG Management, để tìm người thay thế huấn luyện viên Thu Dê. Tuy nhiên, trong số những cái tên được đưa ra không có huấn luyện viên Park Hang-seo. Bản thân huấn luyện viên Park cũng không có ý định dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nếu trở lại, nhiệm vụ chính của ông ấy là vô địch AFF Cup 2024. Tuy nhiên, Indonesia có huấn luyện viên Shin Tae-yong đang vươn tầm mạnh mẽ. Do đó, chưa chắc huấn luyện viên Park Hang-seo có thể mang về thành công. Dù đã chia tay đội bóng từ lâu, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nhận được tình cảm từ người hâm mộ Việt Nam. Nếu thất bại, hình ảnh của ông ấy sẽ suy giảm. Do đó, huấn luyện viên sinh năm 1957 đã cân nhắc kỹ điều này, tờ Chosun nhận định. Cạnh đó, tờ báo Hàn Quốc cũng khẳng định, nếu huấn luyện viên Park Hang-seo có trở lại thì đó cũng chỉ là phương án tạm thời, trong khi phía VFF lúc này đang tích cực tìm huấn luyện viên mới cho tuyển Việt Nam. Ở cuộc họp mới đây, đã phần thành viên ban chỉ huy muốn tìm huấn luyện viên người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc cho những chiến binh sao vàng. Tuy nhiên, những nội dung này chỉ dừng lại ở mức trao đổi sơ bộ và chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Bài học cho VFF từ thất bại của huấn luyện viên Thu Dê, cơn khủng hoảng từ lời nói. Thất bại với ông Philippe Thu Dê là lời nhắc nhở về việc giám sát, kiểm soát huấn luyện viên, ngay từ vấn đề ngoài chuyên môn như chuyện phát ngôn. Không chỉ thất bại trên sân cỏ, cuộc khủng hoảng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Thu Dê đã bắt đầu ngay từ phòng họp báo, từ mâu thuẫn giữa ông với giới truyền thông. Không phải tự nhiên mà tiêu chí phù hợp về văn hóa, sự cầu thị và chấp nhận khác biệt là yếu tố được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt lên hàng đầu trong cuộc tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên Thu Dê. Thất bại của ông thầy người Pháp ở Việt Nam phải được nhân rộng ra ngoài phạm vi sân cỏ. Vấn đề thành tích chỉ là một phần trong cơn khủng hoảng mà đội tuyển Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phải giải quyết sau khi chia tay huấn luyện viên Thu Dê. Đó là cuộc khủng hoảng về truyền thông. Rất lâu rồi, đội tuyển Việt Nam mới rơi vào trạng thái như hiện tại, khi những luồng ý kiến hướng về đội bóng và liên đoàn hầu như là tiêu cực. Bầu không khí nặng nề ấy được tạo ra một phần lớn là do huấn luyện viên Thu Dê, không chỉ là chuyện thành tích. Ông Thu Dê không chỉ mang tới kết quả không tốt trên mặt sân cỏ. Ngoài sân, ông còn tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, có nhiều phát biểu gây sốc, gây ngỡ ngàng từ các học trò tới cả giới truyền thông, người hâm mộ. Trải nghiệm dưới thời ông Thu Dê cho thấy một phong cách hoàn toàn khác huấn luyện viên Park Hang-seo và rộng hơn là mọi huấn luyện viên châu Á khác. Ông thầy người Pháp sở hữu cá tính quyết liệt, thẳng thắn, không ngại đối thoại về các vấn đề tế nhị như lúc ông nói rằng 80% người hâm mộ không ủng hộ mình. Như lúc ông bảo nhiều người đang chờ VFF sa thải ông. Như lúc ông công khai bảo Hoàng Đức có thể giành quả bóng vàng nhưng vẫn chưa phù hợp với đội tuyển. Những phát biểu ấy có thể tìm thấy rất nhiều dưới thời huấn luyện viên Thu Dê và biến mỗi cuộc họp báo trở thành một cuộc chiến và tạo ra hàng loạt tranh cãi không đáng có. Tác động xấu tới chính ông, các học trò, giới truyền thông và cả người hâm mộ. Có thể đó là cách để huấn luyện viên Thu Dê kéo sự chỉ trích ra khỏi các học trò và câu chuyện chuyên môn. Tuy nhiên, khi thành tích trên sân không tốt, sự tranh cãi ấy trở thành xúc tác khiến những chỉ trích trở nên dữ dội hơn. Những người tinh ý sẽ nhận ra tuyển Việt Nam từ lâu đã không còn chuộng những huấn luyện viên tới từ châu Âu. Trước ông Thu Dê, ông thầy châu Âu gần nhất là Franco Guez từ hơn 10 năm trước. Ông Guez cũng ra đi trong thất bại sau hơn nửa năm. Khác biệt quá lớn về văn hóa dường như là mẫu số chung của những huấn luyện viên này. Điều đó không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Ở quê nhà của ông Park Hang-seo, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann cũng hứng vô số chỉ trích trước khi bị sa thải. Dài dạn như Carlos Queiroz cũng bị chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian ở châu Âu hơn là tập trung làm việc tại Iran. Đó có lẽ là lý do cho sự trở lại của những huấn luyện viên bản địa trên toàn châu Á.
Trong nhóm 6 đội tuyển hàng đầu châu lục, có tới 5 đội dùng huấn luyện viên ngoại. Roberto Mancini ở Ả Rập Xê Út là huấn luyện viên nước ngoài duy nhất thuộc nhóm này. Khác với cấp câu lạc bộ, đội tuyển là tập hợp của nhiều tài năng tới từ nhiều đội bóng trong thời gian ngắn. Hầu hết có cá tính mạnh, được quan tâm đặc biệt bởi cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Huấn luyện đội tuyển vì thế cần đề cao yếu tố gắn kết bên cạnh với huấn luyện thông thường. So với huấn luyện viên ngoại, đây là điểm thầy nội có thể làm tốt hơn. Đương nhiên, điều đó không đồng nghĩa tuyển Việt Nam cũng cần tân huấn luyện viên nội. Điều đó chỉ cho thấy những khác biệt về văn hóa. Vấn đề phát ngôn phải được đặc biệt xem trên hành trình tìm thuyền trưởng mới của VFF. Các quy định cụ thể về phát ngôn, những điều phải nói, điều nên nói hay điều không được nói vốn chẳng còn xa lạ trong thể thao. Điển hình là nguyên tắc bảo mật thông tin, con số trong các hợp đồng. Có lẽ cần xem lại cách hành xử với huấn luyện viên. Chúng ta là chủ, ông ấy là người làm thuê. Chúng ta phải điều chỉnh được ông ấy chứ. Chọn ông ấy có lẽ không sai, nhưng có vẻ chúng ta không kiểm soát được ông ấy. Ông ấy có nhược điểm, nhưng chúng ta không bổ sung kịp. Ông Lê Huy Khoa, từng làm việc ở đội tuyển Việt Nam trong vai trợ lý, cầu nối giao tiếp của huấn luyện viên Park Hang-seo nêu quan điểm. Đương nhiên, vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cần có quyền chủ động trong những quyết định và VFF không nên can thiệp sâu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là VFF để cho huấn luyện viên hoàn toàn tự do theo ý muốn. Cần có biện pháp mềm để kiểm soát, ví dụ ngay từ chuyện phát ngôn. Định hướng phát ngôn cũng là điều cần thiết trong bối cảnh mạng xã hội và báo chí ngày càng phát triển. Mỗi phát biểu thiếu thận trọng đều sẽ thành miếng mồi cho mạng xã hội, khơi dậy những mâu thuẫn không đáng có. Điều này đã diễn ra rất nhiều dưới thời ông Thu Dê. VFF chắc chắn đã trả học phí khá đắt cho bài học này dưới thời huấn luyện viên Thu Dê. Giờ là lúc họ phải cho thấy sự rút kinh nghiệm từ bài học này. Đi tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, khó có cơ hội cho huấn luyện viên trong nước. Chỉ một ngày sau khi ông Thu Dê trở thành cựu huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam, đã có không ít huấn luyện viên chủ động đánh tiếng trên trang cá nhân về việc sẵn sàng thay nhà cầm quân người Pháp. Mới nhất, cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Mano Polking hé lộ sẵn sàng đồng hành với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nếu có lời mời. Tiêu chí mà VFF đưa ra trong việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thời kỳ hậu Thu Dê rất cụ thể. Không chỉ có uy tín, trình độ chuyên môn mà còn phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. Ở khía cạnh này, các huấn luyện viên châu Á từ Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm nhiều ưu thế hơn so với ứng viên đến từ châu Âu hay Nam Mỹ. Nhiều hồ sơ đã được gửi đến VFF từ việc ứng cử trực tiếp hoặc thông qua người đại diện. Nhưng đến thời điểm hiện nay, mọi thứ vẫn chưa được chốt hạ bởi ưu tiên trong lúc này là tập trung cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Lộ trình mà VFF đưa ra là đến tháng 6. Nếu chưa xác định được người thay thế ông Thu Dê, sẽ sử dụng huấn luyện viên tạm quyền cho hai trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Iraq và Philippines. Về mặt lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cửa cạnh tranh vị trí thứ nhì nhưng thực tế rất thấp. Do đó, vấn đề chỉ là cố gắng ghi điểm ở hai trận còn lại nhằm giữ thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng FIFA để chí ít cũng thuận lợi cho việc phân hạng hạt giống ở các kỳ bốc thăm sau này. Đến thời điểm hiện nay, đang có 3 ứng viên ngoại được chú ý là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Trợ lý của nhà cầm quân này là Lee Jung-jin và huấn luyện viên Mano Polking. Ông Polking là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan và cũng có thời gian dẫn dắt đội Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ cùng truyền thông, nhà cầm quân này cho biết: "Rất nhiều huấn luyện viên muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Bản thân tôi cũng muốn làm công việc đó. Bóng đá Việt Nam hiện đang có lực lượng tuyệt vời và tôi chắc chắn rằng có thể đạt được nhiều thành công ở phía trước. Nếu VFF đặt vấn đề với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu vì bóng đá Việt Nam." Ngoài ra, có một số tiến cử khác là huấn luyện viên Popov và Gong Ngo Kyun, nhưng hai nhà cầm quân này cũng có hạn chế. Nếu như ông Popov có cá tính nóng nảy, nhiều fan nhận thẻ phạt từ trọng tài tại V-League, thì ông Gong Ngo Kyun vừa có giai đoạn ngắn ngủi không thành công tại đội Công an Hà Nội. Nhà cầm quân này cũng có hình ảnh không đẹp khi cởi áo vest đối co với cầu thủ đội Nam Định. Một số huấn luyện viên trong nước như Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Chu Đình Nghiêm cũng được đề cử. Nhưng từ những dấu ấn mà đội tuyển Việt Nam tạo được trước đó, cụ thể dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, rất khó cho huấn luyện viên trong nước làm việc. Nhất là sự quyết đoán không cả nể khi tuyển chọn cầu thủ, mà ở khía cạnh này chỉ có huấn luyện viên ngoại mới xử lý được. Bản tin ngày hôm nay của Góc Nhìn Bóng Đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.